chị vào xem livestream của em đi ạ. Ok rồi nào, xin chào tất cả các chị đã quay lại với livestream của Queen Fashion và Trưởng Anh Quốc Thị ngày hôm nay nha. Chị đang xem cả livestream của em này, vẫn là các chị hãy để lại một chấm, một lời chào hoặc bất cứ một hành động gì đấy để em có thể nhìn thấy các chị và em chào lại các chị nhá. Rồi em chào chị Phương Chính, em chào chị Nguyễn Vi, chào tất cả các chị đã xem cái livestream của em ngày hôm nay. Chị nào đi ngang qua cái livestream của em, các chị để lại một chấm, một cái comment, một hành bất cứ cái hành động gì để em có thể nhìn thấy các chị và chào lại các chị nhá. Rồi em chào chị Hiệp Đàm Đàm này, em xin chào chị Diệu Hồ Thị này, em xin chào chị Phương Thắm, em xin chào chị Dung Su Su, toàn những gương mặt quen thuộc đúng không ạ? À? Rồi các chị đi ngang qua cái livestream của em, các chị để lại một chấm cho em đi ạ. Em xin chào chị Nguyễn Vi, em đã nhìn thấy chị Nguyễn Vi rồi nhá. Các chị đi ngang qua cái livestream của em, các chị để lại một lời chào cho em rồi. Em chào chị Hà Ngố, em chào chị Nguyễn Liên. Giờ này không biết các chị đã ăn cơm chưa nhở? Bây giờ là gần 8 giờ rồi, chắc là chúng ta đã ăn tối rồi đúng không ạ? Chị nào chưa ăn tối, các chị hãy ở lại đây với cái livestream này của em một lát. Vì bây giờ em chuẩn bị xả hàng bom cho các chị nhá. Hôm nay xả hàng bom với số lượng cực lớn cho các chị, cực ưu đãi cho các chị luôn nha. Rồi, điều kiện là gì ạ? Điều kiện là các chị chia sẻ thật nhiệt tình cái livestream này cho em nhá. Đẩy view lên cho em nào. Lên 100 view đầu tiên em bắt đầu xả hàng bom ở số lượng lớn nha các chị nha. Rất là nhiều hàng bom ở đây cần phải xả đi cho nó rộng kho ạ. Những cái điều không may mắn ở đây hôm nay em xả hết cho các chị này. Xả kho đi, xả những cái gì không may mắn đi nào. Chỉ với một điều kiện là các chị chia sẻ cái livestream này cho em nha. Chia sẻ cái livestream này cho em. Ngoài ra thì hôm nay bên em bán mua hàng mới về các chị ạ. Bán hàng mới về nhé các chị nhá. Những mẫu mã mới, những mẫu mã mới nhất bên em hôm nay sẽ bán cho các chị nha. Rồi, các chị đang xem cái livestream của em, các chị vào sau các chị chưa biết này, thì điều kiện để tham gia chương trình xả hàng bom hôm nay của em đấy là các chị chia sẻ thật nhiệt tình cái livestream của em nhá. Chia sẻ thật nhiệt tình cho em nào. Chia sẻ 11 lần lên trang cá nhân và 10 lần vào các hội chợ hội nhóm cho em các chị nhá. Chị nào mà lần trước chưa may mắn thì hôm nay chia sẻ nhiệt tình cho em thì sẽ may mắn các chị yêu của em ạ. Chỉ cần các chị chia sẻ nhiệt tình cho em thôi. Lên 100 view đầu tiên cho em nào. Lên 100 view đầu tiên cho em bắt đầu phát mã đầu tiên, bom 1 đầu tiên của em nha. Bom 1 đầu tiên giá khởi điểm là 0 đồng nha các chị nhá. Bom 1 đầu tiên của em sẽ 6 đen này. Người nhận từ chối nhận hàng. Người nhận Nhi Anh Đạt. Người nhận Nhi Anh Đạt, địa chỉ Thanh Khê, Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Lần sau né shop em ra nhé chị nhá. Người nhận từ chối không nhận hàng, không hiểu vì lý do, không có lý do gì. Rồi, các chị yêu của em này, các chị đi ngang qua cái livestream của em nhá. Các chị chia sẻ nhiệt tình cái livestream này cho em. Nhiệt tình chia sẻ cái livestream này cho em và sau đấy quay lại đây với em nhá. Quay lại đây với em, comment cú pháp là bom 1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nhận hàng cho em. Bom 1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nhận hàng cho em. Và bom 1 giá khởi điểm là 9 đồng nha các chị nha. Giá khởi điểm của nó là 9 đồng nha các chị nhá. Xả bom với số lượng cực kỳ lớn luôn cho các chị. Xả bom với số lượng cực lớn cho các chị yêu của em luôn nha. Chỉ cần các chị chia sẻ nhiệt tình cái livestream này cho em thôi. Đẩy view lên cho em nào các chị ơi. Đẩy view lên cho em bắt đầu bóc mã bom 1. Bóc mã bom 1 rồi. Nếu như mà các chị yêu của em chia sẻ cái livestream của em này và sau đấy là quay lại đây comment cú pháp là bom 1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nhận hàng cho em sẽ bán cho các chị với giá 0 đồng nhá. 0 đồng các chị ạ. Chỉ 0 đồng thôi nha các chị nha. Rồi, lên đẩy lên 100 view đầu tiên em bắt đầu bóc cái mã này, em bắt đầu phát cái mã này nha các chị nhá. Xem bên trong này là cái gì nào. C6 Răm hoa nha các chị nha, răm hoa nha. Đẩy view lên cho em, 100 view em bắt đầu phát mã. 100 view đầu tiên em bắt đầu phát mã này này các chị này. Bắt đầu phát mã với giá 0 đồng nhá. Chỉ cần đẩy view lên cho em, chia sẻ 11 lần, 1 lần lên trang cá nhân, 10 lần vào các hội chợ hội nhóm nha. Rồi sau đấy quay lại đây comment cho em được cú pháp là bom 1 kèm số điện thoại và kèm địa chỉ nhận hàng cho em ạ. Bom 1 kèm số điện thoại và kèm địa chỉ nhận hàng cho em nhá. Nào đẩy view lên cho em nào các chị ơi, đẩy view lên cho em đi ạ. 0 đồng nha các chị nha, bom 1 0 đồng nha các chị nhá. Kèm số điện thoại kèm địa chỉ nhận hàng cho em, không có địa chỉ em không chốt đơn hàng cho các chị ạ. Bom 1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nhận hàng cho em nào. Các chị chia sẻ thật nhiệt tình cho em nào. Chia sẻ ít nhất này, ít nhất 11 lần. 1 lần lên trang cá nhân, 10 lần vào các hội chợ hội nhóm nha các chị nha. Ít nhất là 11 lần. Và tất nhiên là chị nào chia sẻ nhiều thì em sẽ ưu tiên cho chị đấy rồi. Đúng không ạ? Là đẩy link lên 100 view cho em nào. Lên 100 view cho em đi nào các chị yêu của em ơi. Lên 100 view cho em đi ạ. Lên 100 view em bắt đầu phát mã đầu tiên đi này. Phát mã đầu tiên của em đi nha. Quá xinh luôn nha các chị nha. Một chiếc văn mạng răng hoa nha các chị nha. Trời ơi, chất vải cực kỳ đẹp luôn nha các chị nhá. Răng hoa này,
trên là hoa và dưới là quần ống sớ màu đen nha các chị nhá. Ở giữa còn tặng kèm thêm một cái đai nha các chị nhá. Đai tặng kèm này rất là xinh luôn. Rồi bo một giá 0 đồng nào, lên 100 view mới bắt đầu phát mãi nha. Lên 100 view mới bắt đầu đọc chị yêu may mắn đầu tiên của em được mua với giá 0 đồng nha các chị nhá. 0 đồng nhá các chị nhá, không nói điêu luôn. Lên 100 view cho em đi nào các chị ơi, lên 100 view cho em mới bắt đầu đọc. Em bắt đầu đọc mã đầu tiên này, phát mã đầu tiên của em đi này các chị yêu của em này. 100.000 à 100 view đầu tiên này. Em bắt đầu phát mã 0 đồng nha các chị nha. 0 đồng nha các chị nhá. Các chị không nghe nhầm đâu ạ, 0 đồng ạ. Rồi lên 100 view cho em đi nào, quay ra chia sẻ rồi sau đấy quay lại đây comment cho em nhá. Chia sẻ đi rồi sau đấy comment cho em. Còn những cái mặt hàng em bán thì một chút nữa em sẽ bán cho các chị nhá. Bây giờ em đang chơi mini game với các chị. Còn hàng thì tí nữa bên em sẽ bán. Một lúc nữa bên em phải bán hàng này rồi. Bên này lên 100 view rồi này. Rồi các chị ơi, bom một kèm số điện thoại kèm địa chỉ nhận hàng cho em. Bom một kèm số điện thoại kèm địa chỉ nhận hàng cho em nhá. Các chị có vẻ rất là thích cái bộ em đang mặc trên người đúng không ạ? Bộ em đang mặc trên người giá là 180.000 nha các chị nha. 180.000 váy len hàng mới về luôn. Các chị ơi đẩy view lên cho em nào. 0 đồng này, kèm số điện thoại kèm địa chỉ nhận hàng cho em. Bom 1 0 đồng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nhận hàng cho em nhé chị nhá. Rồi bây giờ em sẽ xem nào, chị nào chị may mắn đầu tiên. Bé váy nào trên người có giá là 180.000 nha các chị nhá. Bom 1 của em. Rồi, em đã nhìn thấy rồi. Chị Quỳnh Nga ở Ninh Bình nhá chị nhá. Chị Quỳnh Nga nào, chị nhắn tin trực tiếp cho shop bom 1 mua được với giá là 0 đồng nha chị nhá. Chị nhắn tin trực tiếp cho shop nha. Bom 1 của em giá 0 đồng này. Có vẻ như các chị không thích mua hàng bom mà chỉ tập trung vào hàng của em mới về đúng không ạ? Hàng bên em mới về là có giá 180.000 nha các chị nhá. Mã của nó là V389 này. V389 của em có mã có giá là 180.000 nha chị nhá. Hàng mới về đấy ạ. Rất nhiều comment bị trôi các chị ơi, rất nhiều comment bị trôi nhá. Chị Công Lê ơi, nếu như mà chị không muốn comment của chị bị trôi ấy thì chị chia sẻ cái livestream này cho em nhá. Bởi vì em không nhìn thấy cái comment của chị ở bên dưới ạ. Em không nhìn thấy cái comment của chị cho nên là em không trả lời cho chị được ạ. Rồi, chị Đỗ Bích Diệp ơi là hàng lên nha các chị nhá. Các chị đẩy view lên cho em đi rồi em quay lại chương trình bán hàng bom cho các chị nào. Nếu như các chị không thích cái chương trình hàng bom của em thì bên em bán hàng luôn nha các chị nha. Rồi chị Mai Lan ơi, có tất cả là 3 màu chị nhá. À 4 màu ạ. Màu cam này. Đây là màu bò này. Màu trắng và màu đen rồi trên người nha các chị nhá. Có 4 màu ạ. Rồi, nếu như mà các chị không thích cả chương trình sàn của em thì bây giờ em bán hàng luôn cho các chị nhá. Bởi vì có rất nhiều là chị đang tò mò về váy em đang ở trên người đúng không ạ? Đây là hàng mới về của bên em nha các chị nhá. Hàng mới về luôn ạ. Rồi, em không nhìn thấy comment của chị Công Lê chứ không phải là em không trả lời đâu ạ. Em không nhìn thấy comment của chị ạ. Nó bị trôi đấy ạ. Chị chia sẻ cái livestream này cho em đi để comment của chị không bị ẩn nhá. Em không nhìn thấy cái comment của chị chứ không phải là em không trả lời đâu. Rồi, váy em nào trên người có giá là 180.000 nha các chị nhá. 180.000, mã của nó là V839 ạ. V839 nha các chị nhá. Chị nào thích cái mẫu này các chị để lại qua cho em xem là V839 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ nhận hàng cho em ạ. Rồi, V839 này kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ nhận hàng cho em nhá. Bên em có cho kiểm tra hàng trước rồi. Cái màu cam này là cái màu nổi nhất trong cái bảng màu này nha các chị nhá. Màu cam là màu nổi nhất luôn ạ. Mặc rất là xinh luôn ạ. Rồi, và cái đằng sau cái V838 này, 383 này thì bên em vẫn tiếp tục bán nha các chị nha. V383 có 4 màu tất cả. Còn mẫu này bên em vừa mới về hàng mới nhá chị ạ. Đây là chất len các chị ạ. Len nhá. Áo len nhá các chị nhá. Chất len ạ. Rồi ạ. Em đã chốt đơn cho chị Thúy Kẹo rồi. Chị bổ sung thông tin số điện thoại cho em nhá. Rồi, mẫu đằng trên người có mã là V839. 839 nha. 839 này có tất cả 4 màu ạ. Chị Công Lê ơi, mẫu em mặc trên người thì khoảng 60 cân đổ lại mặc vừa chị nhá, bởi vì nó là chất len giãn ạ. 60 cân đổ lại là mặc vừa, 60 cân mặc thoải mái luôn. Nó giãn đấy ạ. Rồi chị Nguyễn Cúc ơi, giá là 180.000 chị nhá. Rồi em chốt đơn cho chị Diệu Trần màu đen rồi, em đã chốt đơn chị Diệu Trần màu đen nhá. Đây là hàng mẫu mới về bên em luôn ạ. Hôm nay bên em về rất là nhiều mẫu mới các chị ạ. Hôm nay về rất là nhiều mẫu mới luôn nhá. Nên là
Mình về mẫu mới một cái là em lên đây em livestream cho các chị xem luôn nhá. Rồi chị Hợp Phạm ơi có vừa chị ạ. 55 cân và 1m55 có vừa chị nhá. 56 cân có vừa chị công lễ ạ. Có vừa ạ. Rồi set em vào trên người có mã là V839 nhá các chị nhá. Có 4 màu, có 4 màu cho các chị chọn này. Màu đen em mặc trên người. Đây là màu bò, màu trắng và màu cam ạ. Em đã chốt đơn cho chị Thúy Kẹo màu đen rồi ạ. Chị Lê Thủy, chị Lê Thủy ơi 180k chị nhá, không miễn phí ship chị ạ. Đây là hàng mới về và bên em đã full lên cho các chị xem luôn, hàng mới về luôn nha các chị nhá, hàng mới cứng luôn. 180.000 mà không miễn ship nha các chị nhá. 56 cân là mặc vừa này. 59 cân mặc có vừa chị Vũ Hương ạ. Vâng ạ chị, mã V839 ạ, V839 nhá các chị nhá, V839. Còn cái váy đằng sau của em, cái con canh đang mặc đây là V838 nhá các chị nhá. 838 và 839 ạ. 62 cân chị Nguyễn Thu ơi, ba vòng của chị có to không ạ? Đây là chất len và nó co giãn nha. Chất len và co giãn các chị ạ. Rồi chị Thảo Nguyên chị bổ sung số điện thoại và địa chỉ cho em nhá. Bổ sung số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em luôn đi ạ. Mã em đang mặc trên người này có mã là V839 nhá. Và đây là hàng mới về của bên em nhá. Chị Nga Phong ơi giá là 180.000 chị ạ. Hàng mới về của bên em luôn ạ. Hàng mới về một cái là em lên đây livestream cho các chị xem luôn. Và hôm nay có vẻ rất các chị rất là hứng thú về cái váy em mặc trên người đúng không ạ? Các chị không hứng thú về hàng bom luôn mà rất là hứng thú về cái váy của em đang mặc trên người. Rồi em đã chốt đơn cho chị Hợp Phan rồi, chị bổ sung thông tin địa chỉ cho em nhé. Chị Thảo Nguyên ơi 55 cân có vừa chị ạ. 180.000 ở trên cái livestream này nào các chị ơi. Đây là hàng mới về luôn mà giá cực kỳ yêu thương nhá, 180.000 thôi ạ. Váy len 8778100 87 là vòng 1 đúng không ạ? 87 cũng không to lắm. 78 vòng 2 thì chắc là vừa, 78 vòng 2 vẫn vừa, 100 vòng 3 thì vừa. Vòng 3 của em là 90 mà em mặc thì rộng. Rộng vòng 3. Em nghĩ là vừa đấy chị Nguyễn Cúc ạ. Rồi, bây giờ em đổi màu cho các chị xem nhá. Rồi em chốt đơn chị Thảo Nguyên, chị bổ sung thông tin địa chỉ cho em nhá. Bây giờ em đổi qua cái màu này cho các chị xem, màu bò này cho các chị xem nhá. Bây giờ em chuyển sang cái màu bò này cho các chị xem luôn ạ. Và cái mẫu đằng sau hôm nay bên em cũng vừa mới về hàng là mẫu V838 thì em cũng vẫn tiếp tục bán với giá là 180.000 nha các chị nhá. Vì là hàng mới về, mới đét luôn nha các chị nhá. Hàng nóng hổi luôn, mới cứng luôn, vừa mới về cái là em lên đây em livestream cho các chị xem luôn nhá. Rồi, màu tiếp theo này. Màu tiếp theo này các chị ơi, màu tiếp theo của em đi ạ. 65kg chắc là không vừa rồi ạ. Rồi ạ, mẫu em đang mặc trên người nha. Có giá là 180.000 này, 180.000 ở trên livestream này nhá. Và đây là mẫu mới về của shop em ạ. Rồi em đã chốt đơn cho chị Ngọc Thủy Phạm rồi ạ. Chị Nông Ngọc ơi giá là 180.000 nhá chị nhá, 180.000 nha. Chỉ 180.000 thôi ạ. 180.000 ở riêng trên cái livestream này nha các chị nha. Bởi vì đây là hàng mới về. Hàng mới về này các chị yêu của em này, hàng mới về luôn nhá các chị nhá. Rồi em đã chốt đơn cho chị Mai Đoàn. Chị nhớ để ý điện thoại bên em có đường UTC gọi lại cho chị nhá. Rồi chị Vũ Hương ơi có mất ship chị nhá. Có mất ship chị ạ. Ship tỉnh đồng giá 30.000 các chị nhá. Bên em không có free ship đâu ạ. Chị nào mua từ 3 sản phẩm trở lên này và sau đấy là chuyển khoản trước thì bên em có free ship cho các chị nhá. Chị Nhi Dung ơi váy này 180.000 chị ạ. Rồi em đã chốt đơn cho chị Nguyễn Cúc rồi ạ. Váy này nhá các chị nhá, nó là váy co giãn ấy, cho nên là chị nào bố mí một chút các chị vẫn có thể mặc được này, vì em thấy nó giãn rất là rộng luôn ấy ạ. Mà em bị gầy cho nên là em mặc hơi rộng. Mông 100 thì vẫn mặc được, mông em 90 em mặc vẫn thấy rộng. Hàng rộng.
Chị nào thích cái mẫu này các chị để lại cú voucher cho em là V839 này. Kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng cho em nhé. Có 4 màu cho các chị chọn ạ. Màu trắng, màu bò này, màu đen và màu cam ở đằng sau đây. Màu cam này cũng rất là nổi này, màu cam này cho chị nào thích sự nổi bật luôn nhé các chị nhé. Màu cam dành cho chị nào thích sự nổi bật ạ. Rồi em chốt đơn cho chị công lễ rồi ạ. Chị nhớ để ý điện thoại nhé, bên em có đội ngũ T-Cell gọi lại cho chị ạ. Rồi em đã chốt đơn cho chị Nhi Dung rồi ạ. Chị để lại thông tin địa chỉ hộ em với nhá. Một lát nữa em sẽ qua mà qua màu trắng cho các chị xem ạ. Còn đây là màu bò nha các chị nhá. Khoác ở bên ngoài một cái áo len nữa thì quá là đẹp luôn ạ. Mà giá chỉ có 180.000 thôi. Chỉ 180.000 thôi nha các chị nha. Rất là rẻ, rất là đẹp luôn ạ. Rồi em đã chốt đơn cho chị Vũ Hương rồi. Chị nhớ để ý điện thoại nhá. Bên em có đội ngũ T-Cell gọi lại cho chị ạ. Chị Nguyễn Cúc ơi, chị bổ sung thông tin địa chỉ cho em nhé. Chị ơi em cao 1m63. Em cao 1m63, em mặc như thế này. Chị cao 1m6 thì chị sẽ mặc đến chống đầu gối một tẹo chị ạ. Em cao 1m63 nhé. 1m63 là em đo từ lâu lắm rồi. Rồi em đã chốt đơn cho chị Hợp Phan rồi ạ. V839 của chị là màu gì ạ? Chị Hợp Phan có chốt đơn ở bên trên này không nhỉ? À màu đen đúng không ạ? Vâng ạ, em chốt đơn cho chị rồi ạ. Em chốt đơn chị Hợp Phan màu đen rồi ạ. Chị Châu Ninh Phạm ơi, mỗi năm ở trên người chị nào 40 cân cho đến em nghĩ là 60 cân vẫn mặc vừa đấy. 58 60 cân vẫn mặc vừa. Còn ngắn thì các chị không lo ngắn đâu ạ. Chị nào mà khoảng 1m7 thì mới lo là ngắn một chút. Thế nhưng mà 1m7 vẫn mặc vừa vì em cao 1m63 mà. 7m7 hơn em tầm này. Hơn em tầm này thì nó lên khoảng đến tầm đây. Mà còn tùy cái người nữa, có những chị chân dài thì sẽ không lo bị ngắn đâu ạ. Rồi, em xin chào chị Thùy Phương này. Các chị đang xem cái livestream của em này, các chị vào sau các chị chưa biết thì mỗi năm mà chị người có mã là V839 nha các chị nha. V839 ạ. Không có mẫu nào cho 68-70 cân rồi ạ. Rất tiếc ạ, hẹn chị một cái sản phẩm khác. Rồi em đã chốt đơn cho chị Thảo Phùng rồi ạ. Chị nhớ để ý điện thoại để bên em có đội ngũ T-Cell gọi lại cho chị nhá. Chị Mến Bùi ơi, chị muốn đặt hàng ấy, chị để lại cú voucher cho em là V839 này. Kèm màu, kèm số điện thoại và kèm địa chỉ nhận hàng cho em trên cùng một dòng comment nhá. Và bên em sẽ có đội ngũ T-Cell gọi lại và xác nhận đơn hàng của chị ạ. Giá của nó chỉ 180.000 thôi các chị ạ. Chỉ 180.000 thôi nhá các chị nhá. Ở trên cả livestream này của em giá 180.000 này. Ở đằng sau đây là màu cam nhé các chị nhé, đây là màu cam ạ. Mặc lên người rất là xinh luôn nha các chị nha, cái mẫu nâu tây này mặc lên người rất là xinh luôn ạ. Giá chỉ 180.000 thôi, đây là mẫu mới về nha các chị nhé. Rồi à, em đã chốt đơn cho chị Mến Bùi rồi ạ. Em đã chốt đơn cho chị Mến Bùi rồi chị nhá. Chị nhớ để ý thông tin, chị nhớ để ý điện thoại. Và chị, rồi, chị bổ sung thông tin số điện thoại rồi. Chị nhớ để ý điện thoại để bên em gọi điện cho chị nhá. Bên em gọi điện cho chị và xác nhận đơn hàng của chị ạ. Bây giờ em sẽ mặc qua màu trắng cho các chị xem nhá.
trong cái bảng màu này em thấy màu nào rất là nổi luôn. Nếu em thấy là mặc cái màu cam này là da bật lên mấy tông luôn đấy các chị ạ. Màu trắng cũng rất là đẹp này các chị này. Các chị khoác ở bên ngoài một chiếc váy len ý, quá là đẹp luôn nha các chị nhá. Bên em còn rất là nhiều mẫu váy cho nên là chị nào thích cái kiểu như thế nào ấy, các chị có thể nhắn tin trực tiếp vào shop nha các chị nha. Rồi các chị hãy dành ra 5 giây thôi để ngắm lại cái mẫu em đang mặc trên người đi ạ. Các chị hãy dành ra 5 giây thôi để ngắm lại mẫu em đang mặc trên người đi ạ. Đây là màu cam này các chị này. Màu cam này rất là nổi bật luôn. Đây là mẫu mới về cho nên là chị nào mà nhanh tay thì còn hàng ạ. Các chị nào vào sau các chị chưa biết này thì các chị để lại cú voucher đơn cho em là V839 này, kèm màu, kèm số điện thoại và kèm địa chỉ nhận hàng cho em nhé. Giá chỉ 180.000 thôi ạ. Có 4 màu cho các chị chọn, màu đen này, màu trắng này, màu bò và màu cam ở đằng sau nữa này. Rồi em chốt đơn cho chị Giang sau. Chị Giang sau ơi, chị bổ sung thông tin địa chỉ hộ em với nhá. Chị Minh Tâm Ngô Thị ơi, giá 180.000 chị ạ. Giá chỉ 180.000 thôi nha các chị nhá. Giá chỉ 180.000 thôi ạ. $180.000 ở trên cả livestream này nha các chị nha. Đây là hàng mới về của bên em. Hôm nay bên em về rất là nhiều hàng. Bên em chưa ship nước ngoài ạ. Chị Châu Nguyễn ơi, còn răng mống rộng chị nhá. Vẫn còn ạ. Có chị nào có câu hỏi gì về cái sản phẩm em mặc trên người hay là cái mẫu len này không ạ? Mẫu len nhung này không ạ? Các chị cứ comment ở dưới đi, em sẽ giải đáp hết cho các chị ạ. Còn có câu hỏi gì về những cái mẫu em mặc trên người không ạ? Các chị cứ để lại comment ở dưới đi, em sẽ giải đáp thắc mắc cho các chị nhé. Mẫu em mặc trên người này có giá là 180.000 nha các chị nha. 180.000 ạ. Có muốn em lên dán cái mẫu này không ạ? Cái váy cam đằng sau của em cũng có giá là 180.000 nha. Bây giờ em sẽ thử lên dán cái mẫu này cho các chị xem nhé.